Xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu trận tứ kết đầu tiên của giải bóng đá Sifu Cup năm 2019, trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sài Gòn Hot Shots và câu lạc bộ Korea United. Cơ hội dành cho cầu thủ Sài Gòn Hot Shots. Lemon vẫn là cái Lemon trước đêm. Tỷ số là 1-0 dành cho Sài Gòn Hot Shots. Một pha bắt bóng không tốt của đội hành bên phía Korea United và bàn thắng đã đến với Sài Gòn Hot Shots. 1-0 dành cho Sài Gòn Hot Shots trong một thế trận mà họ đang gặp khó khăn. Người vừa ghi bàn là Clement, một pha đi bóng và dứt điểm rất quyết đoán của đội trưởng bên phía Sài Gòn Hot Shots. Cơ hội dành cho Korea United, đối mặt thủ môn dứt điểm. 1-0 dành cho Korea United. Một tình huống mà khoảng trống giữa hai trung vệ giữa các thủ Sài Gòn Hot Shots là tương đối lớn. Các thủ Sài Gòn Hot Shots đang gặp vấn đề thì Lucas vẫn thi đấu tốt. Cơ hội, tỷ số là 2-1 dành cho các thủ Korea United. Không có tình huống việt vị. Lại là một lần nữa hàng thủ của Sài Gòn Hot Shots thi đấu không tốt. Và lúc này thì có lẽ Clement cũng như Fenric phải vào sân. Korea United, trận đấu đầu tiên họ ghi được 2 bàn thắng tại giải đấu năm nay. Không có lỗi đến từ các thủ Sài Gòn Hot Shots. Lemon dứt điểm. Tình huống cử lòng rất tốt của Lemon nhưng bóng lại đi hơi cao. Lemon, Ferris vẫn là các thủ Sài Gòn Hot Shots. Ferris dứt điểm rất đẹp mắt. 2-2 dành cho Sài Gòn Hot Shots. Một nỗ lực cá nhân tiếp theo đến từ Ferris. Trước đó là Lemon đã ghi bàn thắng mở tỷ số và vừa rồi thì Ferris cũng được một nỗ lực cá nhân. Một bàn thắng quá đẹp của Federic. Một pha có thể gọi lóc bóng vào đầu thủ môn. Thủ môn Xin của Korea United đã lên cao. Toàn Lê sẽ đối mặt với Xin. Toàn Lê dứt điểm. Pha dứt điểm rất tốt của cầu thủ mang áo số 77. 3-2 dành cho Sài Gòn Hot Shots. Alex dứt điểm, không có bàn thắng dành cho Sài Gòn Hot Shots. Nhưng vẫn sau đó là cú dứt điểm của Simon đã đem lại bàn thắng thứ tư trong trận đấu ngày hôm nay dành cho các thủ Sài Gòn Hot Shots. Hai bàn thắng và thời gian gần như là không đủ để Korea United có thể làm nên chuyện bất ngờ. Một trận đấu mà Korea United đã cố gắng hết sức nhưng họ vẫn không thể ngăn cản được bước tiến của Sài Gòn Hot Shots. Sài Gòn Hot Shots dứt điểm từ xa rất đẹp mặt. Đánh đâu và như vậy là hiệp trận đấu tứ kết đầu tiên của giải bóng đá Starbound International Football Cup năm 2019 đã khép lại với chiến thắng 4-2 dành cho các thủ Sài Gòn Hot Shots. Dù cho họ đã có thời điểm để cho Korea United vươn lên dẫn trước với tỷ số là 2-1. Như vậy Sài Gòn Hot Shots sẽ là đội bóng đầu tiên ghi tên mình vào vòng bán kết. Và vào ngày mai sẽ là hai cặp đấu giữa Sài Gòn Rider và Japan FC cũng như là Fighting Cup và Sporting Sài Gòn.
Ngày hôm nay thì Sài Gòn Rider vẫn ra sân với bộ trang phục màu đỏ và cầu thủ Gia Bàn sẽ ra sân với trang phục áo vàng quân đen. Và như vậy là trận đấu được bắt đầu. Khoảng cách của quả đá phạt khoảng chỉ 20m. Tiếp đêm, Miko đã cản phá. Hirata Azuji mở cánh rất hay, cơ hội. Tỷ số là 1-0 dành cho các cầu thủ Gia Bàn. Không có tình huống việt vị trong tình huống trong pha bóng vừa rồi. Một pha thả bóng rất đẹp đến từ Azuji. Cơ hội dành cho cầu thủ Sài Gòn Rider. Vũ Như Nghề đã làm bóng tốt. Dứt điểm. Vẫn là số 11. Cơ hội dành cho Sài Gòn Rider. Và không giữ bóng rất tốt. Danny Ho dứt điểm. Không có gì nguy hiểm dành cho thủ thành Vũ Như Nghề. Đều đến từ Emmanuel. Emmanuel. Clement. Danny Ho dứt điểm. Tỷ số là 1-0. Một tình huống cứu thua của các thủ Gia Bàn đã vô tình trở thành bàn thắng dành cho Sài Gòn Rider. Phải chiếc điểm rất tốt của Danny Hong. Có được lợi thế dẫn trước từ rất sớm trong hiệp 1. Nhưng đầu hiệp 2 thì họ đã để mất lợi thế đó. Genda. Sakai, tốc độ của Sakai. Cơ hội. Tỷ số là 2-1 dành cho cầu thủ Gia Bàn. Tiếp tục là Sakai tỏa sáng. Tình huống tỏa sáng của số 84. Nhưng trước đó là một tình huống phòng ngự hớ hình đến từ hàng thủ của cầu thủ Sài Gòn Rider. Sài Gòn Rider đã phải trả giá cho sai lầm đến từ hàng thủ của mình. Họ vừa có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 thì ngay lập tức họ đã để cho đối phương vươn lên dẫn trước với tỷ số là 2-1. Một đường truyền về tai hại. Tung ra quá nhiều cú dứt điểm nhưng vẫn có được hai bàn thắng. Còn đây là cơ hội dành cho Sài Gòn Rider. Clement dứt điểm. Bóng vừa chạm sang chạm cột dọc khung thành của Vũ Như Nghệ. Vẫn là Emmanuel. Tiếp tục là cầu thủ ma số 22, Emmanuel. Cơ hội Owen. Tỷ số là 2-2. Quá đẹp mắt. Quá đặt lòng của Emmanuel. Xin lỗi vị, quá đặt lòng của Owen. Trước đó là nỗ lực của Emmanuel. Những sự thay đổi về mặt con người đến từ huấn luyện viên của cầu thủ Sài Gòn Rider đã phát huy được tác dụng. Và can thiệp kịp thời là của cầu thủ ma số 56 Tokunaga. Dứt điểm 3-2 dành cho cầu thủ Sài Gòn Rider. Một cuộc lội ngược dòng của cầu thủ Sài Gòn Rider. Người vừa ghi bàn không ai khác là cầu thủ ma số 9 Danny Hoss. Pha khống chế và dứt điểm rất gọn gàng của Danny Hoss. Lần đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay, cầu thủ Sài Gòn Rider vươn lên dẫn trước cầu thủ Gia Bàn. Và bây giờ thì Gia Bàn NFC sẽ gặp khó. Hiện tình huống đá phạt góc này là Owen. Đánh đầu, bóng vừa chạm sang ngang khung thành của cầu thủ Gia Bàn. Sau cú đánh đầu của Danny Hot. Dứt điểm. Tỷ số là 4-2 dành cho Sài Gòn Rider và đó gần như là dấu chấm hết dành cho cầu thủ Gia Bàn.
những cơ hội cuối cùng của cầu thủ Gia Bàn trận đấu ngày hôm nay. Azizi, Kenta, cơ hội phản công dành cho cầu thủ Sài Gòn Rider. Nhưng đúng lúc này thì trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu trận tứ kết hai giữa Sài Gòn Rider và cầu thủ Gia Bàn. Dù cho để đối phương hai lần vươn lên dẫn trước, nhưng cầu thủ Sài Gòn Rider vẫn có được kết quả thắng lợi với tỷ số là 4-2 trước cầu thủ Sài Gòn Rider, trước cầu thủ Gia Bàn FC. Một trận tứ kết hai quá hấp dẫn, một chiến thắng xứng đáng dành cho Sài Gòn Rider, nhưng cũng sẽ có một chút tiếc nuối dành cho cầu thủ Gia Bàn FC. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong trận đấu tứ kết ba sẽ diễn ra vào lúc 15:30 buổi chiều ngày hôm nay giữa hai câu lạc bộ Fighting Cock và Sporting Sài Gòn. Buổi bình luận của chúng tôi cũng xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những trận đấu tiếp theo tại giải đấu Starbound International Football Cup năm 2019. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với trận tứ kết thứ 3 của giải bóng đá Starbound International Football Cup năm 2019, trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sporting Sài Gòn và câu lạc bộ Fighting Cock. Ngày hôm nay thì Sporting Sài Gòn vẫn ra sân với những bộ trang phục rất quen thuộc của mình, đó là áo xanh, quần xanh, trong khi đó thì Fighting Cock là áo vàng và quần xanh dương. Rất nhiều sự vắng mặt đáng tiếc đến từ các cầu thủ Sporting Sài Gòn. Và như vậy là trận tứ kết ba được bắt đầu. Sporting Sài Gòn sẽ là đội giao bóng trước. Và hơn kém nhau chỉ một điểm mà thôi. Tốc độ của ngoại binh bên phía cầu thủ Fighting Cock. Dứt điểm 1-0 dành cho cầu thủ Fighting Cock. Người vừa ghi bàn là cầu thủ mang áo số 13 là Hoàng Đinh Gia. Hai trận đấu liên tiếp Đinh Gia ghi bàn dành cho cầu thủ Fighting Cock. Nhưng công lớn nhất trong trận đấu vừa rồi là của Jimmy Edwards. Và không chơi bóng không tốt của Robert Newton. Manga vừa rồi đã mắc một sai lầm và cơ hội dành cho số 9 là Jeremy Edwards, và anh đã không thể bỏ lỡ cơ hội mà Manga đã vừa tạo ra. 2-0 dành cho cầu thủ Fighting Cock. Jeremy Edwards sau một tình huống đưa bóng chạm vào cột dọc khung thành của Matthew thì lần này anh đã thành công với một cú đắc lòng nhẹ nhàng. 2-0 dành cho cầu thủ Fighting Cock. Một đường chuyền rất dễ bị bắt bài của Robert Newton. Jimmy Edwards, cơ hội dành cho cầu thủ Fighting Cock. Jimmy Edwards đơn giản quá. 3-0 dành cho cầu thủ Fighting Cock. Quá đơn giản, không cần tấn công quá nhiều. Fighting Cock vẫn có được 3 bàn thắng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Một trận đấu quá hay của Jimmy Edwards. Như vậy là tỷ số đã được nâng lên 4-0 dành cho cầu thủ Fighting Cock. Cầu thủ của Sporting Sài Gòn lúc này đã không còn muốn chạy nữa. Robert Newton dứt điểm từ xa, không có bàn thắng dành cho cầu thủ Sporting Sài Gòn. Cơ hội dành cho cầu thủ Sporting Sài Gòn, Robert Newton không có bàn thắng. Những đầu ngón tay của Trần Minh Hoàng đã cứu một bàn hồ dành cho Fighting Cock. Tốc độ của Jimmy Edwards vẫn là cầu thủ mang áo số 9. Jimmy Edwards vẫn là Jimmy Edwards.
Quá không có bàn thắng dành cho cầu thủ Ma Sơ Jin. Đi bóng rất hay nhưng cú dứt điểm sau đó lại không chính xác. Quá dễ dàng nhưng mà lại bóng tương đối không mất sức của Hà Đình Cúc. Cơ hội dành cho, cơ hội là 5-0. Tỷ số là 5-0. Người vừa ghi bàn là cầu thủ mang áo số 6 Phan Quốc Hưng. Và đúng lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa câu lạc bộ Sporting Sài Gòn và Fighting Cup trận thứ kết thứ 3. Kết quả Fighting Cup giành chiến thắng với tỷ số là 5. Fighting Cup đã giành chiến thắng với tỷ số là 5-0. Và ghi tên mình vào bán kết. Họ sẽ đối đầu với Sài Gòn Hot Shots. Một trận đấu mà hai đội bóng đã có một trận đấu khá một chiều. Và chúng ta sẽ bước vào trận thứ kết thứ 4 vào tuần sau, trận đấu giữa Olimpique de Sài Gòn và Saigon Sen. Buổi bình luận của chúng tôi đến đây cũng xin tạm dừng. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những trận đấu tiếp theo của giải bóng đá Starball International Football Cup năm 2019.